Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình góp một bàn tay xoay trường đại học trân trọng kính chào liệt quý vị. Kính thưa liệt quý vị, hôm nay chúng ta đang chứng kiến bước tiếp theo của các công đoạn xây đại học Sakya Buddha của chúng ta. Đó là công đoạn phun lên lớp teco. Teco là một lớp xi măng được phủ lên ở trên một cái lớp lưới, và sau 3 ngày lớp teco này đã cứng thì người ta lại phủ lên một lớp nữa. Sau đó người ta phủ lên một lớp cho nó chống các cái rạn nứt, và sau đó thì hai lớp sơn nữa, thưa liệu quý vị. Như vậy thì ở trong công đoạn này tới hoàn thiện, chúng ta cần phải 5 lớp phủ lên ở trên công trình của chúng ta. Phía bên ngoài, ngoài cái việc trang trí mỹ thuật, thì trên nền tảng kỹ thuật chắc chắn nó phải được như vậy. Và đây chính là một cái loại công nghệ xây dựng của các cái vùng động đất như ở tại Nam Cali này. Kính thưa liệu quý vị, chúng tôi hôm nay muốn chia sẻ cái công trình bằng những cái hạng mục thực tế để cho các vị theo dõi là các cái công đoạn mà chúng tôi đang nỗ lực tiến hành. Tất nhiên ở tại Đại học Sakya Buddha của chúng ta, để hoàn thiện một chương trình chuyên nghiệp thì chúng ta không phải dừng lại ngang đây. Chúng ta còn rất nhiều những hạng mục khác nữa, thưa liệt quý vị. Chẳng hạn như về mặt giáo sư, về mặt giáo trình, về mặt các học viên chuyên nghiệp, và về mặt phòng ốc, rồi restroom, rồi rất là nhiều những cái hạng mục khác nhau. Nào là những cơ sở nội trú, và chúng ta cần phải thực hiện một loạt những cái chương trình như vậy để trong vòng khoảng 3 năm nữa thì chúng ta có đủ thẩm quyền cấp ra bằng cấp đàng hoàng và nền giáo dục của Hoa Kỳ công nhận cái trình độ đào tạo của chúng ta. Thì thưa liệu quý vị, đây chính là một cái chương trình đầu tiên của người Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ đang tiến hành từng bước để hình thành cái tinh thần chuyên nghiệp. Và tất nhiên các vị tiền bối của chúng ta có những chương trình khác nhau. Tuy nhiên đến ngày hôm nay thì chúng ta mới bắt đầu đi vào trong cái công đoạn cấp bằng chuyên nghiệp, là một cái nỗ lực rất lớn. Và chúng tôi sở dĩ thưa với đại chúng như vậy để cho chúng ta thấy rằng đây là một cái công trình, đây chính là một sự nỗ lực rất lớn của bản thân chúng tôi và của tập thể ban giáo thọ, cũng như là của tất cả quý Phật tử xa gần đang nỗ lực yểm trợ chương trình này. Hy vọng tất cả mọi người chúng ta hãy vì lợi ích của nhân thiên và loài người, hãy vì cộng đồng của chúng ta dài lâu, mà chúng ta cố gắng là cùng nhau góp một bàn tay lại để chúng ta xây lên một cái công trình, mà công trình này nó đánh dấu cái tầm vóc vĩ đại của người Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ. Thưa liệt quý vị, người ta nói rằng biển cả bắt đầu từ những giọt nước, và sa mạc bao la nó được kết thành từ những việc hạt cát rất là nhỏ. Tất cả những điều này có lẽ rằng đạo lý ai cũng hiểu được, nhưng mà tinh thần của chúng ta gom lại được và cùng nhau làm được việc này là một điều khó khăn. Đặc biệt hơn thế nữa, gần đây chúng tôi nhận được sự quan tâm của rất nhiều người xa, kể gần, già yếu, cũng như là tuổi trẻ, thậm chí những em học sinh cũng đều quan tâm hướng đến chương trình xây dựng Đại học Sakya Buddha. Nguyện chư Phật mười phương gia trì và cầu nguyện cho tất cả các mạnh thường quân xa gần, các vị quan tâm yếm trợ chương trình này được nhiều sức khỏe. Và đặc biệt là chương trình sắp tới, chúng tôi có một buổi gây quỹ thông qua cái đài truyền hình và thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Hy vọng các vị hướng tới để chúng ta cùng nhau làm chương trình này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.